Vẫn thổ rồi đấy. Ừ. Nhưng mà chị thì em thì em thi công trực tiếp, chị thì bên em thì theo thi công trực tiếp, bên chị thì cũng lăn tăn là cái động thổ ấy thì là có người nó không hay, bọn em tự ấy được này. Tự được mà, nói chị rồi hôm đấy cũng nói. Chị cứ lăn tăn phần đấy thầy ạ. Ví dụ thầy chị gì? Còn về nhà chị ấy rất là chú tâm xây dựng này, để làm chị người nào tuổi nào cũng cứ em cũng đang tại khó vì ông bố là ông quen theo dân gian rồi thì ông thích xem tuổi thì ông xem tuổi thôi, còn bên mình thì chả cần tuổi. Dạ vâng vâng. Thì là bọn em cứ làm theo cái thông báo của thầy, nợ thầy gửi. Ừ. Thầy gửi cho chị là 20 là mấy giờ ấy thầy? Chả nhớ nhắn cho chị, nhưng mà chị bảo là để chị nhà tự nhắn cho em chứ mình không được nhắn. À dạ vâng. Ừ. Vâng, thế để em lấy của chị này. Ừ. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Cái câu chuyện vừa rồi có một bạn bên Viettel, tôi mới biết là Viettel lại có cái công ty làm về đầu tư xây dựng, tôi không để ý. Thì họ xây dựng cho nhà khách hàng, thì khách hàng này thì mình tư vấn động thổ. Các bạn, tôi cũng làm nhiều clip rồi, tức là mình hiểu bản chất động thổ là tôi cuốc cái vị trí này lên thì phải chọn ngày giờ, vị trí đấy sao tốt bao nhiêu vào đấy tôi cuốc đến, có nghĩa là lúc đấy khí tốt lên thì nó sẽ có lợi cho quá trình xây sửa động thổ, toàn bộ quá trình xây dựng thì phải hiểu như thế. Chúng ta động thổ để khí tốt lên, khí tốt cho toàn khu vực, công nhân vào đấy nó thuận lợi, mọi điều nó thuận lợi. Nó là kiến thức nó rất đơn giản thôi. Tuy nhiên là ông bố thì dở một nỗi là ông bố ông xem nhiều kênh dân gian quá rồi, nên là nhiễm trong đầu một cái tư duy là phải theo tuổi. Và ông bảo là ông 70 mấy năm 70 mấy năm cuộc đời là ai cũng làm theo tuổi, duy nhất có thầy Linh không làm theo tuổi, nên là ông không tin. Ông bảo chỉ tin những, tức là trong đầu ông mặc định là mọi thứ phải theo tuổi. Mặc dù tôi cũng có giải thích, tôi giải thích giống những clip trước tôi còn nói, tôi có giải thích tuổi nó không thể tác động đến được đến khu đất. Khí của một con người làm sao tác động được đến cả khu đất. Thứ hai là dân gian là bị bắt thuộc, bị nô lệ nhiều, nên là cứ nghĩ rằng mỗi cái ông chủ nhà, ông gia trưởng mới nghĩ là ông có toàn quyền quyết định. Phải xem tuổi. Ông cứ khăng khăng khẳng định là ông xem mấy kênh YouTube, ông bảo là phải các thầy này thầy kia, ông dẫn chứng một lô thầy ra và đều xem tuổi. Thế nên là cũng giống như cái câu mà tôi giải thích rất nhiều, thậm chí hồ sơ tôi cũng in hẳn vào trong. Bình thường nhiều khách là tôi sẽ rút ngắn cái khoảng làm chi tiết, nhưng mà riêng chị này vì chị thì tin mình, ông chồng thì ông bán tin bán nghi, ông bố thì kiên quyết phải theo dân gian. Nên là tôi cũng bảo là giống như trả lời với bạn thiết kế kiến trúc ấy. Mình tư vấn thì động thổ vào đây ngày giờ này, muốn ai động thổ cũng được, sợ tuổi thì mượn tuổi khác thì tự đi mượn. Tôi không tư vấn tuổi vì với tôi tuổi nào quốc vào đây cũng chả làm sao. Còn ông dân gian thì ông cứ tuổi này tuổi kia, phạm này phạm kia, nhưng tôi nói thẳng là quốc thoải mái, không sao cả. Chả có một cái dẫn chứng, dân gian toàn dọa thôi mà các bạn. Toàn hù dọa là chính, nhưng mà có cái lý thuyết nào đó. Không có lý thuyết. Chả có gì chứng minh là tôi quốc vào đây thì tốt, tôi quốc vào đây thì xấu. Dân gian mấy cái thuyết hoang ốc kim đâu nó không giải quyết được cái gì. Thực ra nhân cái cuộc gọi của khách hàng thì tôi chia sẻ thêm, như sáng tôi vừa làm clip phát một hai hôm trước nói khá nhiều về chủ đề này, nên là cũng đang không muốn nói thêm.
chia sẻ thêm thì bạn thấy là cái tình hình phong thủy hiện nay loạn 12 sứ quân, tôi vẫn nói là loạn 12 sứ quân. Với ông một phách, ông đọc quyển sách này thì ông thấy ý này hay, thế là ông nhặt ra ông trở thành thầy. Coi trọng là mỗi ông chủ nhà tức là được tuổi, không được tuổi thì mượn tuổi. Thế là mới dẫn đến cái nhiều cái chuyện đau buồn trong xã hội, mượn tuổi xong lại còn lại phải, không chỉ nói mượn tuổi không, lại còn viết giấy mượn tuổi để làm. Thế là nhiều người còn cho người này viết giấy là cho người này đất để người này đứng ra động thổ xong nó chả viết giấy lại, xong nó đòi đất luôn. Thế là trong xã hội rất nhiều những cái tranh chấp đất đai chỉ vì mượn tuổi, tôi gặp rất nhiều, rất là buồn cười. Nhưng mà thôi, tại vì mọi người thích hủ tục mà, mọi người thích mê tín, mọi người thích dọa, cũng chả biết làm sao và chả biết hướng dẫn kiểu gì. Nói một cách, tôi hôm đấy ông bố tôi cũng đã giải thích, nói một cách dễ hiểu nhất là cái miếng đất này bây giờ tôi làm cho tốt lên, ai ở cũng được, ông cũng được, con ông cũng được, cháu ông cũng được, không phải làm gì hết. Cũng giống như một con gà, tôi làm sạch con gà thì ông ăn cũng được, con ông ăn cũng được, cháu ông ăn cũng được, chứ không phải là con gà này ông được tuổi để ăn, còn con ông thì chỉ được ăn vịt, cháu ông thì chỉ được ăn trâu. Không có cái khái niệm đấy. Mình thích ăn con nào là nó sạch, nó không độc, mình ăn. Đất cũng vậy, đất sạch mình ở, ai ở cũng được. Còn đã đất xấu thì ai vào cũng chết nếu không hóa giải. Nên là tôi cũng sẽ làm cái clip với mấy ông thầy là cứ lại còn xui bán nhà nữa cơ. Ông không biết hóa giải thì ông xui bán nhà. Tôi chia sẻ một chút, cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.